Xin chào các bạn đã quay lại kênh Zero Channel 79. Video này mình hướng dẫn các bạn cách chuyển một cầu thủ từ một đội này sang một đội khác trong game BES 2017. Đầu tiên các bạn vào phần khác, chọn chỉnh sửa, chọn chuyển nhượng. Sau đó các bạn chọn một đội bóng mà các bạn muốn chọn một cầu thủ đi chỗ khác đó các bạn. Ví dụ như mình chọn cầu thủ này, chuyển đến đội khác, mình bấm nút X để nó hiện ra cái menu chuyển đến đội khác. Sau đó các bạn, nó sẽ hiện ra một đội bóng mà các bạn muốn chuyển đến. Bây giờ các bạn chọn, bấm nút có. Rồi, cầu thủ đã vào rồi đó các bạn. Đây nè, bấm nút có nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thể kiểm tra lại mình vào cái đội lúc nãy mình mới chuyển tới đó các bạn. Rồi Barcelona, các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy cầu thủ mình mới chuyển đây. Như vậy là các bạn đã chuyển thành công một cầu thủ từ một đội này sang một đội khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha.